là anh cũng cầu cho có một người nào hợp tình hợp lý với anh về chia sẻ buồn vui với anh đặng mà có được hạnh phúc sau này, đúng không? Ví dụ là có vui thì cùng hưởng với nhau. Mấy em mà tới anh thì không cần phải lo về kinh tế, có đi làm cũng được, thì có đi làm thì cứ giữ tiền riêng cho em. Còn ví dụ mà không có đi làm anh vẫn lo bình thường. Ví dụ thu nhập của anh cũng 40-50 triệu, có thể hơn, có thể lo cho cuộc sống của em là thoải mái vui vẻ, đám tiệc du lịch để chơi vậy thôi. Sau này có cô nào hợp tình hợp lý với anh, hai người có tiếng nói chung thì anh sẽ tổ chức đám cưới đàng hoàng cho hai bên biết mặt. Dạ, em Phúc em Nghĩa kết nối yêu thương xin gửi lời chúc thân thương quý vị khán giả xem video trong ngoài nước. Lời chúc sức khỏe, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Dạ em chào anh. Chào em. Dạ em giới thiệu với anh, em Phúc, người bạn đồng hành bên tay phải em Nghĩa, hai anh em nhịp cầu nối chương trình kết nối yêu thương. Cảm ơn anh ngày hôm nay gọi về chương trình. Có hẹn với anh em mời xuống nhà anh chia sẻ video bày tỏ bản thân gửi đến quý vị khán giả thân thương. Dạ em mời anh giới thiệu giúp giùm em gửi đến quý vị khán giả anh tên gì và năm nay anh được mấy mươi, hiện nay là mình đang cư ngụ. Trước nhất xin chào chương trình và khán giả trong và ngoài nước. Tôi tên là Nguyễn Anh Tuấn, sinh năm 1970. Nghề nghiệp là buôn bán về dược phẩm, kinh doanh dược phẩm và tạp hóa. Hiện tại giờ là tôi đang ở thành phố Hồ Chí Minh. Dạ em cảm ơn anh. Dạ em mời anh giới thiệu thêm giùm em về tình trạng hôn nhân gia đình của mình ạ. Tình trạng hôn nhân gia đình thì hai năm 2016 hai vợ chồng đã ly dị, đặng mà tính đi nước ngoài nhưng mà không thành nên để vậy luôn, nên để như vậy luôn kéo dài tới giờ này. Rồi có cơ hội có bà chị vợ ở nước ngoài á dẫn người về làm mai, và bà xã hướng ngoại nên nên kết hôn với người nước ngoài rồi. Dạ hiện nay là sau khi mà anh với bà xã anh chia tay là bà xã anh kết hôn với người nước ngoài hả nè. Ở Dạ Pháp à? dạ anh vừa chia sẻ là anh sinh năm 1970 là năm nay mình 54 tuổi anh hả. Ok, anh Dạ 54 tuổi em. dạ lúc nãy là anh chia sẻ là mình kinh doanh bên dược phẩm Dược phẩm là và tạp hóa. dạ là em thấy anh là làm như là anh có bán thuốc tây hả anh thấy đây nhà mình thuốc tây quá trời nhiều luôn Đúng nè. rồi, đúng rồi. Anh giao mấy cái nhà thuốc, đồ bác sĩ, phòng khám, đồ đó em. À Anh ở dạ đây anh đi giao xuống tỉnh cũng có người giúp cho anh. Anh không có đi nữa, người ta chỉ chuyển tiền thôi. dạ à, có nghĩa là cái công việc chính hiện tại về của anh á là ngành nghề chính của mình là mình chuyên về bỏ sỉ thuốc tây Bỏ cho phòng khám. à, sắp đến đây là bà xã anh là Chuẩn bị đi. đi nước ngoài đó anh ha Dạ. thì với Dạ nguyện sắp ra vọng sau đó là mà sẽ dẫn mấy cái con đi luôn. dạ Vậy dẫn đi sau. dạ Hiện nay cái ngôi nhà mà anh em mình chia sẻ video ghi hình là ngôi nhà này ngôi nhà của anh luôn à. Nhà của anh chính thức từ đó tới giờ. Nhà này anh cất hồi năm 1997 đến giờ mà em. Dạ nhà nằm ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh mà em thấy chiều rộng rộng đó rộng và dài anh hả. Ngang 4 dài 12. Wow, ở thành phố nhà vậy là rộng lắm nha Nghĩa nha. Có một lầu. Dạ năm nay mình 54 tuổi đó anh, để mình tìm một nửa yêu thương quý chị cái độ tuổi khoảng bao nhiêu để phù hợp với anh. Anh á hả, bây giờ anh 50 trở lại. Dạ quý chị khoảng 50 trở lại anh ha. 50 trở lại. Dạ 50 trở lại đối với anh là được rồi, không có cần nhỏ quá nha. dạ à, với anh thì công việc chính của mình là ngành nghề kinh doanh buôn bán thuốc tây rồi để mà anh tìm một nửa yêu thương đó quý chị làm công việc gì để là phù hợp với tiêu chí của mình nè. Bây giờ ý của anh á là nhà anh có người giúp việc, ví dụ mà có về hỗ trợ được anh công chuyện phụ anh á, rồi hỗ trợ anh rồi đi uống cà phê, đi ăn xa. Một mình anh buồn dữ lắm, như Dạ kiếm một người về chia sẻ đó. Trong lúc bệnh hoạn, nhiều khi mình lớn tuổi rồi đó em, đâu biết bệnh hoạn ông cảm ho cảm mạo, có người đi mua thuốc hoặc chở đi rồi này nó cũng đỡ. dạ Nên tá anh hay lo xa. dạ à, với anh có nghĩa là hiện tại giờ là nhà mình á là từ trước đến thời điểm này là có người giúp việc gia đình rồi Có nhiều giúp việc đó. mười mấy năm nay rồi. Dạ với anh là để tìm một nửa yêu thương đó là tìm một chị nào mà trước tiên là độ tuổi khoảng từ 40 cho đến khoảng 50 tuổi anh ha đó à, tính cách phù hợp là hòa đồng vui vẻ Hiền và lành. người phụ nữ của gia đình đó. Phụ nữ của Còn gia chỉ đình cần nha. nguyện vọng của anh là không phải mà tìm một người vợ về đến đây để là phải là
làm việc này việc kia gánh vác nặng nhọc, tại vì mình đã có người giúp việc rồi. Đúng rồi. Dạ. Rồi em theo em nghĩ hiện tại giờ là công việc của anh là mua bán thuốc tây, để mình tìm bà xã anh về, ví dụ là bà xã anh lên đơn hàng phụ anh nè, ok, hay là đánh máy phụ anh nè, dạ, lên danh sách đồ khách hàng của mình anh ha. Ví dụ có biết đánh máy phụ anh làm những cái to hàng cho khách á. Dạ cảm ơn rồi á, giống như đóng phụ hàng thì cũng có người làm thì cũng có bà giúp việc phụ vậy thôi, chứ không phải dạ. Là bắt làm hết đâu. Còn nói giao hàng là... giao hàng mà giao thuốc tây cho quầy thuốc tây đồ là chắc anh có nhân viên rồi anh ha. Có nhân viên ở dưới. Dạ. Sáng ngày là có người lại chở, lính lại chở đi. Dạ. Rồi ở dưới chở ra xe rồi có người giao. Dạ. Rồi sáng ngày anh còn phải đi mua một số đồ tập hóa đừng mà giao nữa, chứ không phải thuốc tây không đâu. Công chuyện anh nó nhiều dữ lắm. Giờ mà cần người chia sẻ bớt thôi, chứ giờ bắt anh làm thêm nữa anh không làm. Nói chung thì theo anh em mình nghĩ, nghĩa chị nào mà về đây đó là cái việc nhà là có người giúp việc rồi nè. Chủ yếu là về đây là lên đơn hàng nè, đánh máy là sức đơn quá đơn hàng nè, rồi ví dụ đóng hàng là, nè, dạ. Để cho nhân viên đi giao. Ví dụ là những giống như là cái bà cái người giúp việc nấu đồ ăn không được ngon thì mình niêm yết vô cho nó ngon, cả gia đình đều ăn thôi, đúng không? Dạ. Vậy đó, như mỗi người một vị, rồi chăm sóc chờ, chăm sóc qua, chăm sóc lợi đồ này nọ, có tinh thần. Thế thôi. Ví dụ em đặt một câu trường hợp là chị nào muốn kinh doanh những cái mặt hàng gì tiếp theo đó, thì anh về anh vẫn hỗ trợ về tinh thần để là cho chị tài chính thì cũng có. Dạ, có nghĩa là như là chị nào muốn dù là mở thêm cái cửa hàng mua bán đồ ăn gì đó, thì về tài chính thì anh hỗ trợ được. Còn để mà trực tiếp mà ra đó phụ mà đứng bán luôn thì anh nhiều không có thời gian. Không đủ thời gian anh ha. À, đúng rồi, tại vì sáng ngày anh còn phải đi lấy hàng tập quá đồ này nọ rồi đem ra xe rồi về quán cà phê chép to chép đồ rồi về ăn cơm chút xíu là trưa anh đã đi rồi, và 5-6 giờ anh mới về. Dạ. Rồi hàng trở về sắp ra rồi phải đóng. Và một chị nào đó tìm hiểu cảm thấy hòa hợp đó, thì anh có dự kiến là anh đón chị về phía bên nhà anh, hay là anh với chị có dự định là lập nghiệp ở đâu ạ? Không à, phải về nhà anh mới được. À, về nhà anh mới được. Tại công chuyện anh ở đây là quen rồi, với lại mấy cô với mẹ anh cũng gần đây. Dạ. Về đây giống như là hai vợ chồng hỗ trợ là làm ăn, giống như là mà có chút đỉnh sau này hưởng tuổi già, chứ để đi du lịch được chơi cho nó vui. Dạ. Với anh vậy thôi à, chứ anh không có đi nha. Giờ em hiểu rồi. Cho nó anh có đi được đâu. Anh chia sẻ để khi mà hai anh em mình trò chuyện thế này nè anh. Quý chị xem qua chương trình đó mới hiểu được cái tâm tư nguyện vọng của đúng mình. Đúng rồi. Dạ. Có sao thì anh thật tình anh có sao thì nói vậy. Dạ. Nói thêm chút xíu anh cũng nói đâu. Dạ thưa anh, hiện nay là theo cảm nhận của anh em làm chương trình đó, về công việc làm là hiện nay là anh cũng tương đối nè. Rồi nhà cửa thì anh cũng có nhà riêng tư nè. Đó, công việc làm anh ổn định. Em đặt một câu giả thiết như là trong cái trường hợp mà anh tìm hiểu chị nào đó, điều kiện của quý chị không được có điều kiện như anh, anh có cho quý chị cơ hội để tìm hiểu mình không? Có, bình thường. Anh không quan trọng chuyện đó đâu. Không có cái gì cũng được, cứ về đây phụ lo với nhau vậy thôi. Ví dụ có con thì mừng, anh hỗ trợ tiền là phụ nuôi con. Trời ơi tốt nghĩa vậy thôi, chứ quá lý luôn. Có nghĩa chứ là giờ đâu phải mình phải chia sẻ, chứ đâu có ai về không với để cho người ta. Dạ, với tấm lòng của anh vậy là nghĩa. Có nghĩa là chị nào mà có con riêng đó thì về đây hỗ trợ anh, rồi hàng tháng anh vẫn để cho quý chị và cùng anh làm để trợ cấp cho con của quý chị. Đúng rồi. Cái điều đó là rất là chân quý. Con người đó. Ta thì giống như con mình thôi. Đúng không? Dạ. Mai mốt con sau này con anh cũng đi hết rồi thì nó tính sao nữa, đúng không? Giờ thì nó chưa, nó còn học. Dạ. Sau này là con anh cũng đi du học luôn anh à? Không, mẹ nó sẽ ra, mẹ nó sẽ đem bảo lãnh. Dạ. Nó sẽ đem đi dứt khoát, mẹ nó sẽ đem đi. Dạ. Thì bởi vậy anh mới tính cái con đường sau này là anh phải kiếm người đặng mà sống với anh, chứ một mình anh buồn lắm. Dạ. Bây giờ có tiền nhiều chắc đóng, giờ cũng đâu có vui, đúng không? Phải có người chia sẻ được. Theo cảm nghĩ của em, ngày hôm nay em đến ngôi nhà của anh tại thành phố Hồ Chí Minh đó, là công việc chính đó là giao thuốc tây nè và tập quá, rồi giao thêm hàng tập quá nữa, và cái thu nhập em thấy như vậy là khá là ổn định rồi. Anh có thể là tiết lộ gỡ đến quý vị khán giả, để là quý vị khán giả và quý chị an tâm một phần về cái thu nhập của mình, để sau này mà khi mà quý chị về, quý chị đỡ đắn đo đó anh. Cái doanh thu hàng tháng của mình anh có thể chia sẻ giúp giùm em được không? Chắc cũng 450 đó. Thì là một tháng lợi nhuận mình được khoảng bao nhiêu anh? 450. Ôi, nhưng mà 450 có khi hơn nha, có khi hơn nha, cái nào không biết buôn bán thì không có nói được đâu. Nhưng mà theo em nghĩ bây giờ thật sự mà để mà cái mức lương mà đi ra ngoài làm mà lao động phổ thông á anh,
giống như hai anh em mình mà đi xin việc lao động phổ thông đi, thì em nghĩ tháng chừng 7-8 triệu à, mà doanh thu của anh là một tháng 40-50 triệu, mà có tháng hơn nữa thì như vậy mà nhà cửa mình có rồi, mình đâu phải thuê đâu, thì hai vợ chồng sống cách thoải mái. Biết rồi, nhưng mà nhiều khi thì em nghĩ đi, phải có cái đó mới được chứ, thì cả gia đình này mà em tính đi nguyên một cái gia đình nó cũng tốn kém lắm chứ. Dạ đúng không, nhưng mà thoải mái sống, thoải mái ăn ngon thì anh nghĩ đi, 40-50 triệu sống là thoải mái. Đúng rồi, anh em tụi em đôi khi nghĩ bây giờ là nếu mà em với Nghĩa mà sau này lớn lớn tuổi anh làm tháng kiếm 5-7 triệu là mừng rồi. Nhưng mà dài vậy mà vợ anh còn chê đó. Trời ơi, thôi kệ đi, hết duyên rồi em. Làm một đúng. Tháng 40-50 triệu, có tháng hơn mà bà nhưng xã mà, anh chê à, chê thôi. Giờ mình cũng chúc cho cái người vợ của mình sống 29 năm á, giống như được tròn tròn tâm tròn ý rồi, theo như ước nguyện của mình cũng được hạnh phúc với người ta vậy thôi. Theo em nghĩ mà để mà mức lương mà một tháng mà làm ra nhanh 40-50 triệu á, nếu mà để mà đi xin việc làm là cái chức vụ thấp nhất cũng phải giám đốc mới được gọi ra đó. Nhưng mà làm cũng nhiều, chi cũng nhiều em ơi. Dạ. Cũng có chi chứ. Dạ. Ý của anh là như vậy, ví dụ mà người nào á đổ vợ giống như anh, hoặc là giống như là chưa, giống như là ngại có gia đình mà còn ở thế giờ này, hoặc là nước trong nước ngoài thì cũng được, mà thấy hoàn cảnh anh mà cảm nhận cảm thương, ờ bây giờ bên con ấy cũng buồn, bên anh cũng buồn, hai người kết hợp với nhau để mà như tạo niềm vui cho nhau trong lúc tuổi già vậy đó, rồi mình sống cho nó vui vẻ vậy thôi, đặng mà có động lực sống để làm ăn. Dạ. Sau này già mình hưởng vậy thôi. Dạ. Với lại một phần nữa là có người đi uống cà phê, rồi có người đi ăn sáng, rồi có người đi đám cưới đám tiệc chung, ăn cơm chung, rồi ngủ chung, rồi cho nó vui, đúng dạ. Không? À, đôi khi mình đi làm về đấy anh, à, nhìn những căn nhà, những căn hộ xung quanh nhà anh đó, à, cô chú anh chị có gia đình, có vợ, có chồng, ăn những buổi cơm anh thấy hạnh phúc gia đình. Còn như anh nó thui thủi về, buồn lắm em. Có bà buồn xã lắm. Cảm thấy buồn lắm anh ha. Buồn lắm, buồn lắm, dạ. Nhưng mà đành phải chịu thôi. Cái này là mình không có muốn em à. Dạ. Cái đó là do cô ấy hả? Thôi, mình không có muốn. Anh thấy là cuộc đời, cuộc sống của anh nó rất là nhiều người muốn, không được. Nhưng mà bà xã anh lại thấy không đủ thì thôi chứ, hết duyên rồi. À, em nghĩ đó là cái số phận ha. Số phận rồi, nói chung hết duyên hết nợ là tự động mà đi thôi, đúng không? Chứ anh cũng không có dành tài sản, anh cũng dành cái gì hết á. À, cái đó là tự động còn thấy. Nói chung mà nhà mà nằm ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh mà cái ngôi nhà khang trang như thế này, công việc làm ổn định như anh, rồi thu nhập một tháng là bình quân từ 40-50 triệu, thì em nghĩ là thật sự mà nói thì gác khắc là khá là ổn định rồi, chỉ cần tìm một chị nào đó mà về cảm thấy hiểu anh hiểu chị, chăm sóc với nhau, xây dựng cái đôi bờ vai hạnh phúc. Dạ, nói chung ra là anh không cà phê, không phải sau này buồn có cà phê, không thuốc lá, chỉ đi nhậu với bạn bè, có đám tiệc có đi nhậu thôi. Dạ. Rồi tại vì công chuyện nó chiếm hết rồi, nó không có thời gian rồi. Một năm thì hồi xưa bà xã anh còn thì một năm cũng đi du lịch 1-2 lần nước ngoài, nước trong rồi, tổ chức sinh nhật rồi, không phải là anh người anh không biết, nhưng mà tại vì hết duyên rồi thôi em ơi. Dạ. Đúng không? Chứ anh không phải là một người không biết nha. Anh dạ. Biết sống lắm đó, anh ra đời sớm lắm, 10-10 mấy tuổi anh đã ra đời rồi. Anh tự lo cho anh rồi. Tại vì ông già mất sớm, nhà bà già có chồng khác rồi, kiểu mà tự anh tự lo một mình. Dạ. Nhà cửa anh cũng tự sắm luôn. Dạ thưa anh, thông qua chương trình ngày hôm nay, anh có đôi lời nhắn gỡ đến quý chị, quý chị xem của chương trình, nếu quý chị liên lạc về chương trình, anh và quý chị có cơ hội tìm hiểu nhau, em mời anh chia sẻ đôi lời nhắn gỡ đến quý thì chị. Thì bây giờ kính gửi nha mấy cô, có dù có xem được cái chương trình này mấy em rồi đó, ví dụ mà có thấu hiểu được hoàn cảnh của anh, chấp nhận về chia sẻ với anh, hoàn cảnh anh là như vậy đó, chia sẻ coi được thì mình giống như là về xuống chung một nhà cho nó vui vậy thôi. Còn anh thì nó cũng đồng ý hết rồi, tại vì mẹ nó đã có cha gia đình khác rồi, nó cũng biết hết rồi. Gia dưỡng nó cũng biết hết rồi, nó cũng thấy mình buồn nó cũng đâu có vui. Sau khi anh xem chương trình Kết Nối Yêu Thương bên anh em đó, anh có liên lạc về chương trình để hẹn anh em xuống nhà anh ghi hình. Những ngày gần đây anh có chia sẻ với con anh, những người thân trong nhà mình đó anh, anh bước thêm bước nữa không ạ? Trời ơi, má anh tối ngày cứ lại đây hối hoài. Trời ơi, quý quá. Vậy là má sợ anh buồn, anh nghĩ quẩn, có thời gian anh không sống, anh suy sụp đó nha. Dạ. Anh suy sụp dữ lắm đó, đầu hàng ngày là đầu tiên, nhưng mà giờ anh lấy lại tinh thần rồi. Dạ, như là bác gái nhà là mẹ động viên anh bước thêm bước nữa anh hỏi hoài luôn, chừng nào con ơi, bà sợ mình buồn, tại mình mừng cực quá đó, bà sợ mình buồn rồi mình
không có lo cho con mình nổi. Dạ. Ngôi nhà ở đây là mình anh xây dựng ngôi nhà này đến thời điểm này được khoảng bao lâu em? Năm 97 đến giờ em, nhưng mà có xây dựng lại mấy lần, tại hồi xưa nó thấp lắm. Đó. Khi mà anh em mình bước vào đó Nghĩa, là bữa anh gọi anh nói là anh ở đây là mấy chục năm rồi. Em mới xuống nói ngôi nhà nhìn còn khang trang, vậy là thì ra là mình mới tu sửa là thời gian gần đây nữa anh ha. Thì mới tu sửa lại cỡ khoảng 5 6 năm nay đó, tại hồi xưa nó thấp xuống dưới á. Dạ. Rồi phải nâng cấp đồ lên chứ. Dạ. Mà em. Hiện tại giờ là mình đang ở thành phố Hồ Chí Minh đó anh, để mình tìm một nửa yêu thương đó, anh tìm quý chị đó, là anh tìm quý chị ở khu thành phố Hồ Chí Minh hay là tỉnh thành nào cũng được anh à? Tỉnh thành nào cũng được, miễn thấu hiểu là cảm thấy hoàn cảnh anh cảm thương về chia sẻ với anh là tỉnh nào cũng được, nước ngoài cũng được, không sao có chơi. Dạ. Nói chung cảm thấy sao mà anh chị mang cho nhau niềm vui hạnh phúc đi. Đúng rồi, niềm vui hạnh phúc chia sẻ với nhau, giống như buồn vui, đúng không? Vậy đó, rồi là cố gắng hai vợ chồng làm để sau này hưởng. Dạ. Dạ, một lần nữa thời lượng video đến đây, em Phúc xin đại diện anh em làm chương trình cũng xin là kính chúc anh một ngày sớm nhất anh tìm được một nửa yêu thương để anh chị nắm tay nhau đi hết quãng ngày còn lại. Dạ thưa anh, ngày hôm nay anh có đồng ý cho em Phúc, em Nghĩa sử dụng hình ảnh, lời nói, video của anh đăng trên cộng đồng mạng không ạ? Mình lên chương trình có ai giống như nghĩ cảm thương mình thì đến với mình, thì mà được thì cũng cảm ơn hai đứa em, đúng không? Có kết nối với cho anh được hạnh phúc như vậy thì còn sau này có kết hợp được thì cũng có mặt hai tụi em thôi. Dạ. Cho nó vui. Dạ. Ý em hả là xin phép anh đó là ngày hôm nay anh có đồng ý cho em Phúc, em Nghĩa sử dụng hình ảnh, lời nói, video của anh đăng trên cộng đồng mạng không ạ? Anh suy nghĩ kỹ rồi, anh đồng ý. Dạ cảm ơn. Nhưng mà giống như là cũng xin cộng đồng, giống như là có những lời nói gì mà không đúng hoặc là cái gì á, trên cộng đồng cũng bỏ qua cho. Đừng có nặng nhẹ tội nghiệp như là một người một cô vợ vậy đó. Dạ em cũng thưa với anh đó là anh em làm nhịp cầu nối kết nối yêu thương, ghi hình đăng tải thông tin theo nguyện vọng của chú anh chị và quý anh. Sau khi anh em đăng tải thông tin đó mà mình tìm được một nửa yêu thương thì anh em chúc anh chị được hạnh phúc. Và sau khi đăng tải thông tin mà mình chưa tìm được một nửa yêu thương thì xem như video ngày hôm nay mình đăng tải trên cộng đồng mạng để mình lưu giữ lại những cái kỷ niệm, những cái ký ức để sau này những cái khoảnh khắc mà mình rảnh mình mở lên mình xem. Chứ bên chương trình bên em không có dám hứa sau khi mà kết nối bên anh sẽ được hạnh phúc thế này thế kia. Anh cứ nghĩ giùm em, đôi khi anh với chị đó sống với nhau mấy chục năm chờ mà hết duyên rồi, anh với chị còn chia tay nữa. Đừng có nói chi mà gặp em với nghe nè. Dạ. Giống như là bữa nay á, là đối với anh á, mà không ngờ đó là hai đứa em á, mà tới nhà anh như vậy. Dạ. Đáng lẽ đó là anh đi những cái chương trình khác về Cần Thơ là anh đã tính rồi. Dạ. Nhưng mà không ngờ là tụi em nhiệt tình như vậy, anh rất là trân quý. Dạ. Giống như là cái chương trình của em, cái chương trình của em rất là nhiệt tình mà giống như là ok, giống như rõ ràng như vậy nó anh rất là quý mà lại đi lại tới nhà nữa. Dạ. Nói chung ra là người những người mà được quay chương trình thì rất là quý tụi em. Dạ. Chúng mình một lần nữa là xin cảm ơn hai đứa em rất là nhiều nha. Dạ. Tại vì mình không có thời gian nhiều đó em. Dạ. Và ý anh em bên chương trình bên em là gì đây em? Là trước khi em đăng tải thông tin đó thì em cũng tư vấn cô chú anh chị trước để sau này cô chú anh chị trách em. Không phải mà quay hình cái là mình được hạnh phúc thế này thế nọ. Hạnh phúc hay không đó là do hai anh chị tìm hiểu và quyết định nữa. Chứ bên chương trình em không phải là cái người mà mang hạnh phúc đến cho ai được cả. Anh nghĩ đi, đôi khi anh với chị mà sống với nhau hết duyên rồi. Sợ mà đền hả? Không có đền đâu. Dạ đó, em cũng nói trước, em nói trước. Và trong thời gian mà anh chị quen nhau đó, mà anh chị mà trao tặng quà cáp hay là cho mượn tài chính hay là mời về nhà chơi, không may xảy ra những cái việc mà không lường trước được, thất thoát đi tài chính gia đình, là việc đó hai anh chị tự chịu trách nhiệm, bên chương trình em không chịu trách nhiệm. Trời ơi, bắt tụi em chịu sao? Sao em chịu nổi? Không chịu đâu. Sao em lo nổi? Không đúng chịu. Không? Không bao giờ có. Nói chung là hên xui. Là tự chịu đó. Hên xui. Tự anh chịu á. Nó nghe là trong nhờ đục chịu. Dạ. Giống như là bến nước trong thì nhờ bến nước đục thì chịu thôi. Dạ. Cái đó là cái số phần nhiều khi duyên kiếp nữa. Đúng không? Dạ. Dạ có lẽ thời lượng của video đến đây. Phúc em Nghĩa xin tạm khép lại chương trình. Và cũng xin kính chúc anh một ngày sớm nhất mình tìm được một nửa yêu thương. Và xin kính chúc quý khán giả xem video ngày mới an lành và hạnh phúc. Và trong quá trình chia sẻ video có những gì sơ sức về âm thanh, hình ảnh, lời nói không được lưu lót, cũng mong quý cô chú anh chị để lại phần comment đóng góp ý kiến. Anh em sẽ cố gắng ra những video chất lượng hơn, không phụ lòng ông bà cô chú anh chị trong suốt cái thời gian vừa qua luôn đồng hành và ủng hộ video anh em.
Quý cô chú anh chị đến với chương trình Kết nối yêu thương, vui lòng đến địa chỉ văn phòng Kết nối yêu thương, quốc lộ 1A, chợ đầu mối Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc đến văn phòng Kết nối yêu thương bến xe miền Tây, khu dân cư Nam Hùng Vương, đường số 1. Dạ xin chào và hẹn gặp lại quý vị thân thương video tiếp theo. Chào quý vị, chào các bạn.